Ngày 3 tháng 8, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một thiếu niên 16 tuổi ở tỉnh Nam Định dũng cảm lao mình xuống sông cứu sống một cháu gái khiến cộng đồng mạng thán phục. Được biết, đoạn clip do camera an ninh nhà dân ghi lại vào lúc 16 giờ 32 phút chiều ngày 31 tháng 7 tại nhánh nhỏ của sông Ninh Cơ, đoạn chảy qua Hải Trung, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Theo clip, trên con đường ven sông có hai thiếu niên đang đi xe máy thì phát hiện một người chơi với dưới sông nên chạy vào nhà dân hô hoáng. Lúc này một người mặc áo đen từ trong nhà vừa chạy vừa cởi bỏ áo ngoài rồi lao xuống sông bơi ra cứu người đuối nước vào bờ. Được biết người mặc áo đen này là em Bùi Hải An, 16 tuổi. An cho biết lúc ấy em đang ở trong nhà thì nghe thấy hai bạn đi đường chạy vào hô có người đuối nước nên liền chạy ra. Khi nhìn thấy có một bé gái đang chơi với chìm dần dưới dòng nước xiết, em vội vàng cởi áo nhảy xuống. Lúc bơi ra gần tới nơi thì bé gái sắp chìm xuống, em liền giơ tay túm được tóc của bé gái kéo vào bờ. Được biết cháu gái này học lớp 7, đang ngồi ghế đá ven bờ sông chơi cùng bạn nhưng không may bị trượt chân rơi xuống sông.